Chào các đồng chí và quý khán giả VTV Phú Yên. Mời các đồng chí và quý khán giả theo dõi chương trình truyền hình vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Phú Yên. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác kiểm tra công tác năm 2012 tại Công an tỉnh Phú Yên. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh hoàn thành việc kiểm điểm từ phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Công an tỉnh Phú Yên tổ chức tập luyện xử lý tình huống phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. Dũng cảm truy bắt tội phạm. Dấu ấn từ một hội thi. Ngày 24 tháng 10, đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã về kiểm tra tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng hậu cần năm 2012 của Công an tỉnh Phú Yên. Tham dự buổi làm việc, các đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình kết quả công tác công an trong thời gian qua. Thực hiện những nhiệm vụ công tác do Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đề ra, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tham mưu giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an Phú Yên đã tập trung lực lượng triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện các hiệu quả chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 09 của Chính phủ, các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, huy động các ngành, các cấp và nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Nhờ đó, tội phạm hình sự được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2011. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tỷ lệ điều tra số vụ trọng án đạt 88,9%, đã triệt phá 10 nhóm 57 đối tượng, gây ra 163 vụ trộm cắp tài sản. Bắt và vận động đầu thú đối tượng có lệnh truy nã vượt 4,38% chỉ tiêu. Trong đó nổi bật là chiến công đấu tranh triệt phá tổ chức chính trị phản động có danh xưng Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, được Bộ Công an, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên khen ngợi đánh giá cao. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến quán triệt cho cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là triển khai các bước thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và thực hiện các cuộc vận động trong công an nhân dân. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương cán bộ chiến sĩ mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hết lòng tận tụy với công việc. Kết quả trong 11 tháng qua đã có 1.514 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quý Vương đã biểu dương khen ngợi những kết quả mà lực lượng công an tỉnh Phú Yên đạt được. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, từ nay đến cuối năm và trong năm 2013, với khẩu hiệu hành động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, lực lượng công an Phú Yên cần tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, phấn đấu làm giảm tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Đồng chí Phạm Đình Cự, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã tập trung vào 3 vấn đề cấp bách và hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tiếp thu ý kiến đóng góp của 73 cơ quan đơn vị cá nhân gửi đến. Trong 3 ngày làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, bám sát vào từng nội dung, yêu cầu được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Hội nghị đã tập trung đánh giá những mặt ưu điểm, các mặt còn tồn tại, qua đó đề ra các biện pháp khắc phục nhằm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng lực lượng Công an Phú Yên trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên. Sáng ngày 24 tháng 10, tỉnh đoàn Phú Yên đã tổ chức kiểm tra toàn diện công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Trong đợt kiểm tra lần này, tỉnh đoàn Phú Yên đã triển khai kiểm tra 2 chi đoàn cơ sở trong công an tỉnh, đó là chi đoàn phòng an ninh kinh tế và chi đoàn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đồng thời kiểm tra công tác quản lý đoàn tịch của văn phòng đoàn công an tỉnh. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên đạt được trong năm 2012. Cụ thể, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và đội ngũ cán bộ Đoàn Công an tỉnh đã nắm vững mục đích, nội dung chương trình hoạt động của năm, tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy lãnh đạo Công an các đơn vị. Lực lượng đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt vai trò, khả năng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhiều nội dung chương trình hành động của tỉnh đoàn đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai đạt hiệu quả cao. Trong 2 ngày, 16-17 tháng 10 năm 2012, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức tập huấn nâng cao pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an Phú Yên. Hội nghị tập huấn lần này nhằm quán triệt cho cán bộ chiến sĩ và công nhân viên trong lực lượng Công an Phú Yên nâng cao nhận thức, tự giác, gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ và các văn bản pháp quy về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gắn với thực hiện cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông. Đồng thời tuyên truyền phổ biến, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú cùng nhau thực hiện nghiêm túc pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong năm an toàn giao thông 2012, mang lại sự bình yên trên những tuyến đường. Nhằm nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Phú Yên vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền luật an toàn vệ sinh thực phẩm và luật bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi tuyên truyền, đại diện 31 doanh nghiệp cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm đã được phổ biến những quy định về luật an toàn vệ sinh thực phẩm và luật bảo vệ môi trường. Sau buổi tuyên truyền, đại diện các doanh nghiệp cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm đã ký cam kết nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Phú Yên vừa tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình cán bộ chiến sĩ trong lực lượng có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Các gia đình được Công an tỉnh Phú Yên xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa là gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Hợp ở thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước và gia đình đồng chí Thiếu tá Ca Bá Phương ở buôn Kiến Thiết, xã E Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Hai đồng chí đều là cán bộ Công an huyện Sơn Hòa. Kinh phí xây dựng mỗi ngôi nhà là 70 triệu đồng do Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, đã có 9 ngôi nhà tình nghĩa được Công an tỉnh Phú Yên tổ chức trao tặng cho các gia đình đối tượng chính sách, gia đình cán bộ chiến sĩ trong lực lượng có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình đồng đội của lực lượng Công an Phú Yên. Thưa các đồng chí,
nhằm đẩy mạnh công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong lực lượng Công an Nhân dân năm 2012. Mới đây, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại khu bãi sạn phía nam cầu Đà Răng, thành phố Tuy Hòa. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ trong đội thanh niên xung kích, lực lượng cảnh sát cơ động và cán bộ có giấy phép điều khiển cano được huy động tham dự đợt tập luyện này. Ba tình huống được đưa ra là cứu người, cứu hàng ở vùng lũ và sơ tán dân và hàng đang bị kẹt trong mưa lũ. Với tinh thần tập trung cao độ, cán bộ chiến sĩ đã tham gia tập luyện nghiêm túc, thực hành thuần thục chính xác, đáp ứng tốt yêu cầu mà tình huống giả định đưa ra, phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý, ứng phó nhanh với tình huống xảy ra, đạt kết quả cao nhất. Qua cái diễn tập hôm nay thì bản thân tôi thì rút ra được cái kinh nghiệm là khi mà xảy ra tình huống thì kịp thời ứng cứu, giúp dân thì giảm được cái sự thiệt hại của người cũng như là của cải vật chất. Qua buổi tập luyện đã giúp cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nắm vững tính năng, kỹ thuật khi sử dụng các loại phương tiện cứu hộ cứu nạn và thực hiện thuần thục nhanh gọn các thao tác cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu người bị nạn kịp thời trong mọi tình huống. Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn là một cái nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung và của Công an Phú Yên nói riêng. Hàng năm thì Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh chúng tôi đều có tổ chức diễn tập để nâng cao cái trình độ nhận thức cũng như là đặc biệt là cái việc thực hành trong cái phòng chống lụt bão và phòng và ứng cứu của lực lượng Công an Nhân dân. Chúng tôi diễn tập nhiều cái tình huống, giả định nhiều cái tình huống để anh em là rèn luyện cái kỹ năng thực hành trong thực tiễn. Cái việc này nó có ý nghĩa rất quan trọng, khi có cái bão lũ xảy ra thì chúng tôi tham gia cùng với các ngành các cấp dưới sự chỉ đạo của tỉnh cũng như là của các cái cấp ủy địa phương, với cái mục tiêu đặt ra là làm thế nào để mà hạn chế thấp nhất những cái thiệt hại do bão lũ gây ra. Sau đợt luyện tập này, Công an tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn chỉnh phương án cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế khi có bão lũ xảy ra, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, lũ lụt gây ra. Mới đây, một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ thuộc tiểu đội mục tiêu ngân hàng, phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Phú Yên đã bị thương khi truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản. Trong lúc tuần tra kiểm soát quanh mục tiêu, chiến sĩ Kim Nhật Thành đã phát hiện hai đối tượng dùng cây cậy cửa bệnh viện máy tính ở phường 5 thành phố Tuy Hòa để trộm tài sản. Chiến sĩ Thành lập tức báo tiểu đội trưởng và cùng tiến hành vây bắt đối tượng. Với tinh thần dũng cảm kiên quyết tấn công tội phạm, chiến sĩ Kim Nhật Thành cùng đồng đội đã rượt đuổi truy bắt được hai đối tượng phạm tội, giao cho công an phường 5 xử lý. Đồng chí Kim Nhật Thành bị thương ở đùi phải. Trước cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Điệp, trú ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, và Lê Minh Tính, trú phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đấu tranh mở rộng, đối tượng Lê Minh Tính còn khai nhận đã cùng đồng bọn trộm 4 điện thoại di động và nhiều SIM card trị giá hơn 6,5 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại di động ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. Tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của chiến sĩ Kim Nhật Thành rất đáng được biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng: Diệp Tấn Hội, Nguyễn Văn Thịnh, trú ở huyện Phú Hòa, Phan Thạch Vũ, trú huyện Đông Hòa, về hành vi cố ý gây thương tích. Trong lúc mâu thuẫn, ba đối tượng này đã đánh Phạm Đăng Quang, trú phường 1, thành phố Tuy Hòa. Hội đã cầm cây sắt đánh vào đầu, Thịnh cầm cây sắt đánh vào chân của Quang, gây thương tích nặng với tỷ lệ là 14%. Mới đây, Công an thành phố Tuy Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Diệp Tấn Hội về hành vi cố ý gây thương tích. Hai đối tượng Nguyễn Văn Thịnh và Phan Thạch Vũ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Một vụ vận chuyển rượu không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện.
3 xe mô tô do Lê Thị Phi Sa, Lê Minh Châu và Đinh Văn Thọ cùng trú huyện Tây Hòa điều khiển chở 7 thùng giấy, bên trong chứa gần 700 chai rượu ngâm rắn và bò cạp không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, đang trên đường đi tiêu thụ. Số rượu này do Lê Thị Phi Sa làm chủ. Đây là những con rắn nước được Sa cán dẹp, tạo thành rắn hổ mang rồi vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Trước đó, lực lượng công an huyện Tây Hòa cũng đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 79B00371 do Nguyễn Minh Lý trú huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển. Trên xe chở 4 con kỳ đà vân với trọng lượng hơn 11kg và hơn 13kg động vật khác. Số động vật hoang dã này vận chuyển từ xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đi tiêu thụ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Được biết, kỳ đà vân thuộc nhóm 2B là nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Việt Nam 20 tháng 10, mới đây, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 và phong trào thi đua của phụ nữ công an nhân dân giai đoạn 2012-2016. Hội thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của chị em, các hội phụ nữ cơ sở trong toàn lực lượng công an Phú Yên. Những điệu múa uyển chuyển thướt tha trong bộ áo tứ thân cùng chiếc nón quai thao của các hội viên hội phụ nữ cơ sở xây dựng lực lượng đã được đông đảo người xem cổ vũ nhiệt tình. Với hai thể loại hát múa trong phần thi năng khiếu, 16 hội phụ nữ cơ sở trong lực lượng công an Phú Yên đã đem đến cho người xem 16 tiết mục khác nhau với sự thể hiện sinh động, phong phú, mang ý nghĩa sâu sắc về nội dung. Hội thi này là một hội thi rất là có ý nghĩa đến với chị em phụ nữ, qua đó để là học hỏi những cái kiến thức gì của chị em phụ nữ tất cả các đơn vị, từ đó là để tạo rút bản thân ra kinh nghiệm mình để phấn đấu ngày càng tốt hơn nữa. Với 3 phần thi, thi chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu, bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau, các đội đã đem đến cho hội thi nhiều tiết mục hấp dẫn xoay quanh chủ đề tìm hiểu về nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 và phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân giai đoạn 2012-2016. Qua đó giúp hội viên phụ nữ công an Phú Yên nắm rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc, tự hào những thành tựu quan trọng của phong trào phụ nữ Việt Nam nói chung và hoạt động của cấp hội trong lực lượng công an nhân dân nói riêng. Qua đó giúp các hội viên phụ nữ công an Phú Yên nắm rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc, tự hào những thành tựu quan trọng của phong trào phụ nữ Việt Nam nói chung và hoạt động của các cấp hội trong lực lượng công an nhân dân nói riêng. Đồng thời, góp phần thúc đẩy thực hiện các hiệu quả phong trào phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc và triển khai mô hình ban chấp hành hội phụ nữ trong công an nhân dân. Hội thi được tổ chức rất chu đáo. Các đơn vị từ cấp huyện tới dự tham dự hội thi đã chuẩn bị các chương trình tiết mục và cơ bản là chị em đã nắm rất vững nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 và phong trào thi đua của nữ công an tỉnh, cho nên phần thi về kiến thức được chị em trả lời rất là xúc tích, đều nắm rõ tất cả các nội dung của nghị quyết, và đặc biệt là phần thi về năng khiếu thì nhận thấy là chị em phụ nữ công an không những hoạt động tốt công tác chuyên môn của mình mà đã tham gia phong trào một cách sôi nổi, nhiệt tình và thể hiện năng khiếu phụ nữ công an rất giỏi, không chỉ về chuyên môn mà giỏi về các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho hội phụ nữ cơ sở khối xây dựng lực lượng, hai hội phụ nữ cơ sở phòng hậu cần và hội phụ nữ công an huyện Tuy An được trao giải nhì. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải ba, 8 giải khuyến khích và trao giải thưởng cho 3 phần thi, chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu xuất sắc nhất. Chương trình truyền hình Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.